đá đĩa. Quá đẹp. Đây là lần thứ hai, thứ ba gì tới Phú Yên á, nhưng mà lần đầu đi gành đá đĩa. Quá đẹp luôn. Ngoài mình với Tyson với Zed có gia đình này đang ăn mít à. Nói chung là khá lắm. Bắt đầu một ngày mới như mọi ngày thôi. Đi tìm một quán cà phê nào đó. Mà cái hay là mỗi sáng thức dậy là uống cà phê ở mỗi tỉnh khác nhau. Hôm nay là thành phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Đối với mình vậy là quá tuyệt vời luôn. Tyson thì rất là ghiền cà phê, cho nên là rất là thích bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê hoặc là hai ly. Đây, sáng nay nó ngủ dậy là nó thấy mệt trong người, chắc phải đi hôm qua đuối say nắng rồi, hôm nay mệt. Để coi coi sao rồi. Cần thiết thì nó nói mình giảm viên định của tay. Sáng uống vitamin C rồi. Sáng nay là ở Nha Trang nóng dữ luôn. Có thể là do hôm qua mới ở Đà Lạt, xong cái nay xuống biển cái đổi khí hậu đột ngột, cái cơ thể nó này kia, mà hít thở không khí ở đây thôi là biết đang ở gần biển liền. Cảm giác người nó đổ mồ hôi nhớt nhớt dính dính, kiểu khí hậu biển hít là biết liền. Thường thì mình sẽ đi một quán đâu đó của dân địa phương, nhưng mà hôm nay nóng quá nên kiếm quán nào mới lạnh rồi cho nó mát. Lái xe máy ở Việt Nam nó thiệt là đúng đã. Đúng đã luôn. Giao thông nhìn thì nó lộn xộn vậy thôi, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó nó vẫn ok. Nó vẫn mượt mà. Hay không? Giống mớ hỗn độn có trật tự vậy á. Tí nữa tụi mình sẽ lên đường đi Quy Nhơn, sẵn ghé Phú Yên luôn. Đi ngang rồi. Hôm nay sẽ đi hơn 270 cây á. Hơi bị phê. Nói chung là enjoy. Tầm 10 phút sau là tụi mình đã tới quán cà phê rồi. Chỗ này không có xa homestay tụi mình lắm. Xong rồi uống cà phê này kia cái. Rồi lên Thánh Tôn đi đường nào bác? Đi nơi gì rồi? This pho or you want wonton noodle? Either way. Pho? Sure. If pho, we can eat it here. Okay. Okay. You sick of pho yet? Okay. Just in case. Yeah. Okay.
cái bự bự chị. Dạ. Có cái nào bự nữa. Dạ không, cái này bự lắm rồi. Bự nhất chưa? Nhất rồi. Ok. Rồi. À, cảm ơn chị. Làm thay cái sau này nhá. Dạ cảm ơn chị. Đưa vé chị rồi. Okay. Dạ. Cái thẻ mình đeo á. Dạ, cảm ơn chị. It's a video, but it be, yeah. But I'll snap the picture out. Bạn có thể đang nghĩ là tại sao tới Nha Trang đi tắm bùn giống như du lịch đi tour vậy? Thì mình nghĩ đây là một trải nghiệm khá thú vị để Tyson với Zit thử, cho nên là tại sao không? Sau khi tắm xong thì tụi mình về check out homestay. Xong rồi bọc cái này lại để lỡ đi có mưa thì nó đỡ bị ướt đồ. Giờ thì lên đường đi Quy Nhơn thôi. Please let me know if this thing is too flappy. Okay. Yeah. Đúng rồi. À, cứ đi theo cái đường, nhưng mà mình cứ chỉnh, mình né cao tốc là được. Chạy thì nó cứ theo đó, nó chạy nó cứ đường đó, nó chạy ra nó hiện đại mà. Đi nha chú. Giữ sức khỏe nha.
mới tới Tuy Hòa, Phú Yên. Having chicken and rice at Thiên Hương place, recommended by the gas station lady. Yeah. Gành đá đĩa quá đẹp, quá đẹp rồi. Sao vậy? Thank you.
đây là lần thứ hai thứ ba gì tới Phú Yên á, nhưng mà lần đầu đi gành đá đĩa. Ngoài mình với Tyson với Zed có gia đình này đang ăn mít à, nói chung là đã lắm. Hả?